Cao Chí Minh xin chào tất cả các bạn. Video này tôi giới thiệu đến các bạn cây đàn Yamaha, đàn guitar Nhật Bản, chính hãng Yamaha, mã model FG 300D. Model FG 300D. Cây này thì viền khảm chai. Khóa vàng. Qua thời gian sử dụng thì con khóa này cũng đã cũ rồi, cũng có bị mòn và chóc. Đánh giá tổng thể thì cây này mới được khoảng 70%, trên 70%. Cũng có nhiều vết xước nhưng không có những vết xước nào nghiêm trọng, nứt vỡ. Thì bây giờ tôi sẽ quay tổng thể cho các bạn. Thứ nhất, về mặt top thùng đàn thì nhìn xa cũng khá mới, không có bị nứt vỡ ở đâu cả. Có những vết xước do quá trình sử dụng nhưng không bị ố hay không bị nứt ở đâu, không vỡ, không có cái nứt vỡ. Tiếp theo là phần hông đàn và lưng đàn. Thì phần hông đàn vết này thì không có nứt vỡ gì, có một vết ố nhẹ, sờ cũng không thấy có xước, mà thấy nó có một vệt hơi ố nhẹ ở đây, không có nứt vỡ. Ông đàn trong quá trình sử dụng nhiều thì cũng không còn mới tinh, đã có dấu vết sử dụng nhiều. Hông đàn, đáy thùng đàn, hông đàn. Tiếp theo là phần lưng đàn. Lưng đàn thì nhìn khá mới. Có lẽ là phần lưng đàn thì là cái bộ phận ít va chạm, nhìn khá mới. Tiếp theo là đến phần cho các bạn xem phần ngựa đàn, cầu ngựa đàn. Qua quan sát thì tôi thấy vẫn còn nguyên zin luôn, không có bị dán hay bị sửa gì cả, nguyên zin luôn, vẫn rất là khít, không có dấu vết gì của sửa chữa. Phần góc cần đàn mặt tút cần đàn thì dọc cái đoạn này là có vết bấm. Nhìn có vết bấm, cũng nhìn mờ mờ. Cái cây này là cây có sử dụng chứ không phải cây người ta không sử dụng. Cây này có được sử dụng. Mặt sau cần đàn có một vài vết xước. Mặt sau cần đàn có một vài vết xước. Một vết va chạm này, và đây có một số vết. Có lẽ là trong quá trình đặt đẻ người ta đã kê này một cái vật gì đó như kiểu như thế này, mép bàn, khả năng là để hàng ngày này, để lên mép bàn này. Cây này độ mới được tôi đánh giá được khoảng trên 70% chứ không phải là mới tinh. Cây đàn này mới tinh thì giá người ta bán dao động khoảng 9 đến 10 triệu. Cây này tôi bán với giá đề xuất là 6.400.000. Tất cả về phần kỹ thuật âm thanh nào còn nguyên, chỉ có phần ngoại hình là đã qua sử dụng thì theo thời gian là có những cái vết. Đây khóa cần khóa đàn đây. Thì là khóa này là khóa khóa màu vàng, cũng đã có vết chày. Vẫn còn nguyên chữ Yamaha Japan. Logo Yamaha. Cây này thì ti chỉnh cần ở đây, nằm ở dưới đây. Cái dòng FG 201 rồi 301 thì người ta chỉnh ở trên đầu. Cái dòng 300D này thì ti nằm ở trong đây. Về so sánh âm thanh thì tôi thấy nó cũng tương đương với dòng FG 301. Âm hay như nhau. Và nó là âm là rất hay nhé. Bây giờ tôi sẽ test nhanh cho các bạn nghe về các hợp âm cơ bản.
để cho các bạn nghe được chất âm và độ vang của đàn. Cây này đấy thì hiện tại là đang gắn bộ dây giá rẻ, nếu như các bạn thay được một bộ dây cao cấp vào nó sẽ phải hay đến gấp đôi như thế này. Cây này nên gắn một bộ Elixir tầm 400-500 ngàn thì nó sẽ phù hợp hơn và nó sẽ xứng tầm hơn. Còn đây bộ dây để test âm, nhưng mà đã nghe đã rất hay rồi, các bạn nên đeo một cái tai nghe chất lượng, một cái tai nghe chụp thì các bạn sẽ nghe thấy âm nó rất hay. Ở cây này thì có duy nhất cái phần lược đàn này, cái phần lược này là action nó không hợp lý, cho nên là tôi có căn chỉnh một chút ở cái lược đàn này, còn lại tất cả là tôi không có động chạm gì, vẫn nguyên như thế, từ khóa cho đến ngựa, cầu ngựa, rồi là phần gỗ, tất cả nguyên zin hết cả sơn, chỉ có duy nhất là phần lược đàn này là action nó không có hợp lý. Tôi đã có căn chỉnh ở cái lược, tôi làm cho nó dày lên một chút đấy, còn lại tất cả là đều zin. Nếu các bạn tháo gỡ cái lược này ra thì các bạn sẽ thấy là tôi đã có hơi chỉnh sửa một chút về độ dày, còn lại tất cả những cái phần khác là vẫn như cũ, tôi không có động chạm đến. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video lần sau.